Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV là video này để hướng dẫn quý vị chuyển USDT từ Remitalo sang sàn Natoken. Trước hết quý vị hãy đăng nhập bằng tài khoản Remitalo của quý vị. Còn đây là KTV đã đăng nhập vào tài khoản sàn Remitalo. Quý vị ai chưa có tài khoản Remitalo và sàn Natoken, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này để nhận được khuyến mại và hỗ trợ. Trước hết quý vị muốn chuyển USDT từ Remitalo thì quý vị phải mua USDT từ Việt Nam đồng. Quý vị chọn luôn cái chữ V, quý vị hãy bấm vào. Rồi quý vị muốn chuyển lên Natoken bằng Bitcoin cũng được, ETH cũng được, và bằng USDT đều được, và rất nhiều các đồng khác. Nhưng theo kinh nghiệm của KTV, để giảm cái chi phí của quý vị thì quý vị nên chuyển vào bằng USDT. Ngoài USDT thì sàn Natoken sẽ thu phí tất cả các đồng coin khác. Ok, bây giờ quý vị hãy chọn này, Tether USDT này. Đó, giá USDT hiện tại đang là 23.906 Việt Nam đồng. Quý vị bấm vào mua ngay. Rồi, mua ngay. Ở cái ô đầu tiên, quý vị nhập cái số lượng, mà quý vị muốn mua bao nhiêu USDT. Đó. Nhập số lượng này. Rồi thì nó sẽ ra một cái danh sách những người họ đang bán. Họ đang bán USDT trên cái Remitalo này, quý vị mua trực tiếp luôn từ họ. Đó thì cái người mà cái danh sách đây này, danh sách người bán phía trên cùng sẽ là cái người bán cái giá thấp nhất. Đó, cái giá của người này hiện tại đang là 23.921,72 Việt Nam đồng. Đó, còn cái người bên dưới đây này là giá sẽ cao hơn, 24.057,19 Việt Nam đồng. Đó, thì quý vị bấm vào. Bấm vào mua của cái người xếp trên cùng. Quý vị bấm đồng ý. Đây, bây giờ quý vị hãy chuyển khoản cho cái người này. Đó. Quý vị có thể chuyển từ bất cứ ngân hàng nào vào cái ngân hàng này. Quý vị nhập chính xác này, quý vị để ý cái số tiền này này, quý vị copy chính xác cái số tiền này. Đó, cái này rất quan trọng nha, không được sai đâu. Vì hệ thống duyệt tự động nên quý vị mà chỉ cần sai một con số thôi là sẽ mất thời gian support của quý vị. Rồi, tiếp theo là cái nội dung chuyển tiền, quý vị cũng copy y như thế này, không được sai một từ nào. Tiếp theo là cái tên tài khoản, quý vị cũng copy, không được sai sót. Rồi, nhất là số tài khoản, quý vị cũng copy và chuyển vào đây. Đó, thì ở đây họ dùng ngân hàng Techcombank, thì quý vị chuyển vào. Quý vị có thể dùng ngân hàng của quý vị, bất cứ ngân hàng nào cũng được. Ok, sau khi gửi xong quý vị bấm vào gửi bằng chứng thanh toán. Và quý vị lưu ý, quý vị hãy chụp cái màn hình, lưu cái lịch sử mà quý vị đã chuyển tiền cho người ta. Đó thì quý vị hãy gửi cho người ta, hoặc quý vị gửi vào support. Ok. Sau khi quý vị mua xong, quý vị trả lại cái ví. Phí của quý vị đây này. Đó. Xong
Vì cái này KTV chỉ làm ví dụ thôi. KTV sẽ hủy cái vì cái lệnh này đi. Ok. Quý vị vào ví này. Đây, quý vị vào cái menu này. Đó, menu. Menu này, quý vị chọn ví này. Nó vẫn hiện ra này. Để KTV tắt cái này đi đã. Đã bị hủy rồi này. Hủy rồi mà nó vẫn hiện lên này. Ok, đây. Quý vị bấm vào cái ví này. Đó. Quý vị bấm vào biểu tượng ví đây. Đấy. Thì nó sẽ ra cái danh sách. Danh sách ví của quý vị. Ví này. Đây, rồi. Khi quý vị mua xong này thì cái USDT nó sẽ về đây. Nó sẽ hiện cái số tiền USDT lên đây. Thì việc tiếp theo là quý vị chọn vào cái rút tiền này. Đó, quý vị chọn rút tiền nha. Bây giờ quay sang cái sàn NATOKEN. Quý vị cũng đăng nhập bằng tài khoản của quý vị vào. Đây là màn hình mà KTV đã đăng nhập vào cái sàn NATOKEN của KTV này. Quý vị để ý cái dấu cộng này này, có từ get coin này, quý vị hãy bấm vào. Rồi. Quý vị chọn tiếp là USDT đây. Đó, đây là địa chỉ. Quý vị chọn là cái USDT Wallet ERC20. Đó. Ok, thì đây là cái địa chỉ sẽ nhận USDT trên sàn NATOKEN của quý vị. Quý vị có thể quét cái mã QR hoặc quý vị copy. Đó. Thì đây KTV sẽ copy cái địa chỉ này đi. Đây là cái biểu tượng copy này. Quý vị hãy bấm vào biểu tượng copy. Ok, đã copy. Trở lại với sàn Remitano. Quý vị hãy dán cái địa chỉ vừa copy vào đây. Cái ô đầu tiên là ô ví USDT này. Quý vị dán vào. Rồi, sau khi dán xong, quý vị trở lại cái ô phía dưới. Cái ô phía dưới này này. Quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn chuyển sang. Số lượng hoặc quý vị bấm vào max để chuyển tất cả. Rồi, sau khi nhập xong thì quý vị bấm vào gửi. Đó, thì một mã số xác minh sẽ được gửi đến cái email của quý vị. Quý vị hãy vào email để mở cái đường link lên. Để xác nhận. Thì đây là cái lịch sử này. Đây là lịch sử mà KTV đã gửi USDT từ Remitano này. Đi sang cái sàn NATOKEN. Đó. Thì cái video này KTV chỉ nằm hướng dẫn cho quý vị thôi chứ không trực tiếp gửi. Đó. Ok, và có bất cứ thắc mắc gì quý vị hãy comment ngay dưới video này. Xin cảm ơn.